rất là vui và hân hạnh được đồng hành với chương trình. Khi đến biết được chương trình thì Nhật Minh Duyên đã cùng đội ngũ thợ kỹ thuật của mình đã chế tác từ ý tưởng của thiết kế Châu Loan và đã thi công rất là tỉ mỉ những chiếc vương miện này. Ngoài ra những chiếc vương miện còn được gắn thêm những cái viên đá quý để tượng trưng cho những cái may mắn trong cuộc sống.